Hello, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình, Way to Real Showbiz. Trong chuyên mục lần này thì chúng mình sẽ tiếp tục làm về những diễn viên nổi tiếng theo yêu cầu. Và người được giới thiệu ngày hôm nay đó chính là... Như chúng ta vừa xem một thước phim ngắn, có thể các bạn đã đoán được phần nào. Đó chính là Nicolas Cage, người xuất hiện trong đoạn clip vừa rồi, một meme huyền thoại. Cage cũng vừa có màn xuất hiện với tư cách là diễn viên khách mời của The Flash của DC với tư cách là một siêu nhân. Vậy thì hãy cùng tiếp tục xem video ngày hôm nay để xem chúng mình sẽ mang đến cho các bạn những gì nhé. Let's go! Cage là một người có đam mê diễn xuất khi còn là một chàng thiếu niên. Khi bén duyên về lĩnh vực này ở tuổi 15, thì nam diễn viên là một con nhà nói chính hiệu của Hollywood, hay còn được biết đến là cháu của đạo diễn lừng danh Francis Ford Coppola, cũng là người ngồi vào ghế cho 3 phần của tác phẩm Bố Già Huyền Thoại. Anh bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1982. Kể từ thời điểm đó cho đến hiện tại, Nicolas gần như luôn có ít nhất một vai mỗi năm, từ chính cho đến phụ. Đây là một thành tích hiếm hoi vì mấy có ai chăm chỉ và tích cực như vậy khi hơn 40 năm không hề vắng bóng trên màn ảnh rộng. Nicolas là một nghệ sĩ tài năng, sở hữu nhiều tác phẩm, nổi tiếng, cũng như có diễn xuất vô cùng chất lượng và là một trong những người có đam mê trong việc sử dụng method acting, lối diễn xuất hòa mình với nhân vật, sống theo nó để quên đi bản thân. Không hiếm những lần mọi người chê bai nam diễn viên có biểu hiện quá lố trong diễn xuất, thế nhưng dần dần theo thời gian, vai diễn của anh lại được khen ngợi vì lối diễn xuất phong phú, biểu cảm tốt, nhập tâm. Minh chứng rõ nhất đó là sự kiện năm 1996, anh giành được quả cầu vàng đi kèm cùng với Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Leaving Las Vegas, tạm dịch là Rời Khỏi Las Vegas. Đó là bệ phóng vững chắc giúp Cage khẳng định tài năng của mình, tiến đến vị trí ngôi sao hạng A của Hollywood. Giới phê bình cũng tập trung mô tả việc Nicolas đã thành công trong việc xây dựng nhân vật, truyền tải những ý đồ của đạo diễn, biên kịch một cách hoàn hảo. Họ đánh giá diễn xuất của anh là một điểm sáng trong toàn bộ phim mà khó có thể rời mắt, chân thực, từ tiểu tiết. 7 năm sau, Cage tiếp tục được đề cử cho hạng mục này ở giải Oscar cho bộ phim kịch bản chuyển thể, tên tiếng Anh là Adaptation. Và đó cũng là lần gần nhất mà nam diễn viên được góp mặt trong đề cử của Viện Hàn Lâm. Từ năm 1995 trở về sau thì anh liên tục gặt hái nhiều thành công với các tác phẩm có độ nhận diện cao, đặc biệt các dự án nổi bật mà nam diễn viên tham gia thì đều có tính chất hành động. Đơn cử là tác phẩm Lật Mặt năm 1997 khi anh vào vai một cảnh sát FBI phải mượn mặt của tên tội phạm truy nã, hòng chiếm đoạt các nguồn thông tin cũng như khai thác thêm về địch. Cage thể hiện xuất sắc hai hình ảnh giữa một tên tội phạm gian ác cho đến một cảnh sát bất lực, một người cha. Tác phẩm thu về gần 250 triệu đô Mỹ vào thời điểm đó, với kinh phí khoảng 80 triệu đô và là một thành công vô cùng lớn. Riêng phân cảnh trong phim được đặt ở phần intro mà mọi người vừa xem là một phần của tác phẩm, thường được mọi người sử dụng rất nhiều cho mục đích châm biếm. Một số tác phẩm trong giai đoạn này của anh có thể nhắc đến như The Rock, tiếng Việt là Hòn Đá, thu về 330 triệu đô, chỉ với số vốn là 75 triệu, đứng thứ tư phòng vé chung vào năm 1996, với một đề cử Oscar cho hạng mục âm thanh cùng với lời khen từ giới phê bình. Anh còn bỏ túi tác phẩm gặt hái 224 triệu đô Mỹ Kim, đó là bộ phim Con Air, Không Tặc, với cùng mức đầu tư như trước, được đánh giá là khả quan cho phòng vé. Vào những năm 2000, thành tích phòng vé của Cage ở mức trung bình, thế nhưng không quá tệ. Khởi điểm cùng bộ phim Biến Mất Trong 60 giây bên cạnh nữ minh tinh Angelina Jolie. Tác phẩm không được các nhà phê bình đánh giá cao khi họ đặt ra câu hỏi nặng nề về tính hành động của phim. Ngoài ra, dù doanh thu vượt cột mốc 200 triệu, phía đơn vị sản xuất vẫn báo lỗ vì lý do không thu hồi vốn được cho chi phí marketing khổng lồ. Hai tác phẩm của Cage là chuỗi phim Bảo Vật Quốc Gia là một thành công lớn của anh, khi lần lượt thu về 348 triệu cho phần 1 và vượt cột mốc 440 triệu ở phần 2, và Disney dường như đang bật đèn xanh cho phần 3 của bộ phim trong năm 2024, gần 2 thế kỷ kể từ phần cuối ra mắt công chúng. Một bộ phim khác sẽ khá quen thuộc với mọi người, đó chính là Ma Tốc Độ, thể loại huyền ảo, hành động. Và đây là tác phẩm từng được phát nhiều lần trên các kênh truyền hình. Bộ phim thu về hơn 200 triệu đô, dù cho bị chỉ trích bởi giới phê bình. Tuy nhiên khi làm lại phần 2 thì tác phẩm lại không đạt được kỳ tích trước đó, bị chê là thảm họa trong việc kết nối các nội dung lại và thất bại trong cách truyền tải nhân vật.
Với tần suất góp mặt trên màn ảnh liên tục, sở hữu nhiều tác phẩm ăn khách, Nicholas sớm sở hữu một khối tài sản khổng lồ, khoảng hơn 150 triệu đô Mỹ kim. Thế nhưng việc tiêu xài hoang phí vào những khoản đầu tư một cách điên cuồng đã khiến cho nam diễn viên xuống dốc không phanh, kể cả về mặt tiền nong lẫn danh tiếng. Theo chia sẻ trong buổi phỏng vấn mang tên 60 phút của đài CBS, bản thân Cage đã liên tục bỏ tiền ra để đầu tư cho bất động sản, một lĩnh vực mà nam diễn viên cho rằng là sẽ kiếm được lãi to lớn. Tiếc rằng vào cuối những năm 2000 đã xảy ra nhiều sự kiện vỡ bong bóng bất động sản, gây ra sụt giảm giá trị. Nicholas là một người dính đạn trong lần này khi anh không kịp trở tay, dù cho đã phải bán đi nhiều, thế nhưng vẫn bị dính khoản nợ là 6 triệu đô, bị tịch thu nhiều tài sản. Nam diễn viên chia sẻ lúc đó mình sở hữu vài lâu đài tại Đức, Anh, một hòn đảo tư nhân, những thứ lập dị như là sọ khủng long hay là nuôi bạch tuộc làm thú cưng. Và chính vì những chi tiêu không kiểm soát như vậy góp phần làm tăng khủng hoảng tài chính, khiến cho bản thân khó trả nợ, thổi bay khối tài sản dày công xây dựng của bản thân. Thậm chí là người mẹ quá cố của Cage đang phải đối mặt với sức khỏe về mặt tinh thần, trầm cảm. Nam diễn viên đã phải cố gắng chi 20.000 đô mỗi tháng để mẹ mình được tránh xa khỏi bệnh viện tâm thần. Đó là thời kỳ đen tối đối với tôi, chia sẻ từ phía nam diễn viên khi được hỏi về khoảng thời gian đó. Đứng trước nguy cơ đổ vỡ, Nicholas nhận về những lời khuyên nộp đơn xin phá sản, thế nhưng nam diễn viên đã khước từ. Anh chia sẻ bản thân sẽ không bao giờ nộp đơn xin phá sản, và thứ mà có thể giúp anh lúc đó chính là công việc diễn xuất, thứ giống như là thiên thần hộ mệnh. Do đó, Cage liên tục có mặt trên vài bộ phim một năm, cật lực làm việc chỉ để sớm trả món nợ khổng lồ. Thất bại phòng vé của Ma Tốc Độ phần 2 và nhiều tác phẩm sau đó, Cage lựa chọn tham gia vào đóng chính cho nhiều phim VOD. Anh cũng từng chia sẻ với tờ báo New York Times rằng thù lao cho mỗi bộ phim là thứ mà bản thân quan tâm để có thể sớm xử lý được vấn đề tài chính, sửa sai cho hành động trong quá khứ. Và có lẽ vì nhận kha khá dự án trong một năm, nhiều bộ phim gần đây của Cage đều bị chê bai về chất lượng kịch bản. Nhiều người đã có hành động dè bỉu nam diễn viên khi các tác phẩm đi xuống về mặt chất lượng. Một diễn viên lừng lẫy, đạt được giải Oscar danh giá, có nhiều lời mời trong các bộ phim lớn trong quá khứ, thì lúc này anh là một người tìm kiếm các dự án để trả nợ cho bản thân. Thế nhưng đây cũng là một hình ảnh vô cùng truyền cảm hứng. Bản thân nam diễn viên cũng nhận định không muốn chìm đắm trong cơn say, sầu tư về khoản nợ, mà lựa chọn cố gắng tích cực nhảy vào guồng quay của công việc để sửa chữa lỗi lầm. Và chính những suy nghĩ này đã khiến cho Cage trở thành một ví dụ của một người sống có niềm tin, biết sửa chữa sai lầm bằng chính đôi tay của mình, một diễn viên bất khuất dù cho phải gánh trên vai những khó khăn. Bản thân nam diễn viên cũng nói rằng anh sẽ không tham gia một kịch bản chỉ vì kiếm tiền trả nợ không, và vẫn sẽ phải xem qua kịch bản để ít nhất bản thân phải tin tưởng nhân vật mà mình đóng sẽ ra sao. Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng những cố gắng của nam diễn viên cũng đã được hồi đáp khi anh cuối cùng không còn dính dáng đến nợ nần của năm xưa. Theo nguồn tin của GQ, nam diễn viên đã xử lý được khoản nợ một năm rưỡi trước đó khi ký hợp đồng phim The Unbearable Weight of Massive Talent, hay Trọng lượng không chịu nổi của tài năng lớn. Đây là một tác phẩm mà gần như phản ánh lại hình ảnh của chính Nicholas. Bộ phim nhận được cà chua tươi từ phía nhà phê bình phim, khoảng 87 điểm cho hơn 300 đánh giá. Một cú quay trở lại đầy ngoạn mục của Nicholas. Mặc dù tác phẩm không phải là một cú hit cho phòng vé, thì Nicholas vẫn được đánh giá cao về diễn xuất và là cánh cửa mới cho sự nghiệp của nam diễn viên ở độ tuổi 59. Cage đã quay trở lại với bộ phim mới mang tên Renfield, ở Việt Nam được gọi là Tay Sai của Quỷ. Và đây là một dự án hài kinh dị kết hợp cùng với Nicholas Holt. Với kinh phí là 65 triệu đô, nội dung phim lấy cảm hứng từ chính nhân vật Dracula vào năm 1897, được chính Nicholas Cage thủ vai. Diễn xuất của anh cùng các nhân vật được khen ngợi, tuy nhiên về nội dung thì nó bị coi là một mớ hỗn độn. Nội dung tác phẩm dù cho là được thay đổi sau thất bại của The Mummy phiên bản 2017, thì đây vẫn là một tín hiệu xấu cho hãng phim khi doanh thu toàn cầu chỉ vỏn vẹn 26 triệu đô, bằng 1/3 so với vốn bỏ ra sản xuất. Có lẽ sự nghiệp của anh vẫn cần thêm những tác phẩm với cú nổ của phòng vé để có thể quay trở lại được vị trí năm xưa, hoặc tập trung vào các dự án mang tính nghệ thuật phù hợp với diễn xuất tài năng của Cage. Nổi bật trong năm nay đó chính là việc nam diễn viên làm cameo cho bộ phim 100 triệu đô The Flash của DC. Trước đó cụ thể là trong khoảng thời gian 1998, thì anh từng được đề cử vào vai chính trong phim Người đàn ông thép, chính là vị trí siêu nhân, thế nhưng đã bị hủy bỏ. Và sau 26 năm, cuối cùng Cage cũng góp mặt trở lại trong vai diễn mà bản thân đã bỏ lỡ với tư cách là khách mời. Có thể nói Cage chính là một hình ảnh cho sự cống hiến hết mình vì sự nghiệp, biết làm lại từ đầu sau những thất bại của bản thân thay vì lựa chọn sống trong u buồn hay kề khổ.
Mặt khác thì nam diễn viên sẽ phải tích cực chọn những kịch bản và cần thêm may mắn để có thể tìm được hào quang phòng vé một thời của bản thân. Hiện tại The Flash vẫn đang được công chiếu ở các rạp trên toàn quốc và mọi người có thể đến và xem bộ phim để ngắm nhìn siêu anh hùng do Cage thủ vai. Nếu mọi người có bình luận nào hoặc muốn bọn mình làm thêm về các diễn viên khác thì hãy bình luận ở phía dưới các bạn nhé. Cũng như like, share và subscribe cho Way to Weird Showbiz để giúp kênh có thêm động lực để ra những video tiếp theo. Còn bây giờ thì Way to Weird out.